Chú chó gây bất ngờ khi với khả năng lướt ván trong lúc đi dạo cùng chủ. Một cảnh tượng đã gây bất ngờ với cộng đồng mạng khi chứng kiến hình ảnh chú cún lướt ván. Theo đó, khi đi bên cạnh chủ của mình, chú chó đã trượt ván một cách cực kỳ chuyên nghiệp. Đáng chú ý là mỗi khi tấm ván sắp ngừng lại thì người bạn bốn chân này đã dùng một chân trượt trên mặt đất để lấy đà đẩy tấm ván tiếp tục di chuyển. Đặc biệt là suốt quá trình này, chú cún không cần đến sự hỗ trợ từ chủ nhân. Cảnh tượng này sau khi đăng tải đã khiến nhiều người trầm trồ trước khả năng đặc biệt này của chú chó.